Bữa sáng đi làm. Nay weekend hai đứa con nó nghỉ, nó phải lại tiệm chung nha. Tiệm được 4 người. Chào cả nhà. Đây là giám đốc. Đây là giám đốc. Chào anh là nhân viên. Con của em là thư ký thôi. Cái Trâm là thư ký nè. Anh hai của mình đang phụ xếp khăn cho ba mẹ để làm cho khách. If because I have night study appointment, that's why I ask your husband come 9 o'clock. Mm-hmm. Ông đi đẳng là tuyển thủ bóng chuyền của Việt Nam mình đang đợi tới chờ là giờ đẳng chơi game. How you doing? Good. I called in, scheduled an appointment for Kenzie. You're Medicare, right? Yep. Okay, pick out a color. Okay. Regular colors, and then the one on the wall here. And if you want shellac on your toe, it's right here, the shellac is right here. Either. Shellac is right here. You can pick out and let us know the number. You pick it out. And đây là thư ký đang phụ xả bồn luôn, làm chân luôn. Phải đi muối vô. I like the pink one, and then I can't do this side. I think I like this one. Pink always beautiful. Yeah. I like 20. The 214. 214 and 28. Okay, yeah. Have a seat on the chair, and we'll be. What number? You. Thank you. 214 and then 28. 214. And 28. Okay, have a seat. Thank you. And cắt da cũng bấm chút xíu hai bên nó đen á, bấm vậy thôi. Chứ Mỹ thì nó cũng không cắt nhiều lắm đâu. Làm cho Mỹ không cần cắt nhiều, giống như mình thấy mấy cái mà da nó dư ra mình cắt thôi, cũng dễ đó, không có khó đâu. Làm cho chân cho Mỹ mình cắt nhiều quá nó đau quá, nó cũng không thích nữa. Làm da mình cứ cắt ít thôi, vậy cái mình cứ vuốt xếp, tại móng của nó ngắn rồi, nó không có lựa chọn Mỹ nó cắt ngắn sẵn rồi, mình chỉ vuốt ngang cho nó bằng lại rồi là sơn thôi, cắt da sơ sơ vậy thôi. Có bớt phờ cho nó mịn, xong rồi để oil lên đó, nó sạch sẽ nè, thấy không? Cho khớ lên. Mình làm hai người này sắp xong thì hai người khác chuẩn bị vô, thì cứ như vậy thứ bảy là quằn quại luôn từ sáng tới giờ. Làm slack thứ bảy là bắt đầu như vậy thôi, ngày cho tới đi cài nào xuống mà tắt bảng hết giờ đóng cửa thôi á, đi cài từ trời mọc tới mặt trời lặn mới về. Mà có công việc làm là vui rồi. Cần chút nhưng mà vui. Hai chồng làm chung, không có thể gây lộn chung, không thể cười chung.
con lại. Bây giờ nó xấu luôn rồi, cả thế giới đều biết. Nó cỡ quá rồi, nhục quá rồi. Năm hai đồng, 42 thôi, 8 đồng. Yes. All right, thank you. Tell you too. Have a nice day. Have a good weekend. All right, bye bye. So, can you two say chào tạm biệt? Chào. What? Xin chào. Xin. Xin chào. Chào. Xin chào. Yeah. Thank you, lady. What does that mean? Hello. Either one you can use, like for hello or hello, goodbye. Yeah. But I want. Like usually come, xin chào mean hello. Like aloha means. Both. Yeah, just like aloha. No. Yeah, it's similar. Yeah. Okay. Okay, can we do again? Xin chào. Thank you. It's awesome. So good. You did so good. All right, thank you. One finger. Oh, that's right. It's one finger at a time. Yeah. You can do all same time, but not look perfect. Not show up. Yeah. Breathing. Hmm. One time. She does one at a time. Oh. Yeah. Wow. Yep, you will love that. It is really strange. Oh. Yeah, you can see this one. This one, I put this one on. Yeah. And what does the tool do? That one, where is it? What is it? It's a magnet. Yep. Yeah. Yeah, and I put in. So it pulls the color. Uh-huh. The color. Look cool. Yeah, that would be good for Halloween. Yep. Black cat's eye. Yeah, sau khi xong rồi, giờ mình trả lại. Tính tiền. And then minus. Yeah. Minus. Yep. And 77, but 77, but I cut up 25 and 52, right? 52, mm-hmm. 52, have 62, $10 for me. That's all for you. 10 đồng tiền cò. 52 đồng. Spend that when you get home. Yep. Bà nói cho tiền để đi về Việt Nam thăm mẹ. Do I owe you? Your nail, 50. Okay. And your toe, 50. Okay. Because I cut off, I draw $5 more, and cut eye $5 more, and feel 40, 50, and your toe, 50, 100 total. All right. 100 đồng. There you go. Okay, 100 đồng. Này, 110. $10 for me. Với, I love the my customer. Cho mình 10 đồng nữa. Tại đây họ có cái ấy cho tiền, họ cho tiền tip á. Be nice to your crazy mom. Yep.
I will. Okay. I will. All right. Enjoy, have fun, and we'll see you next month. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you next month. Một người đấu với 5 người luôn nè. Thấy không? Tội nghiệp chồng tôi quá. Từ sáng giờ 3 giờ tuyết lắm. Dạ. Giờ mình phải qua mắc cười không? Mình làm 3 con này, thằng chồng mình thì làm 3 con này. Bây giờ mình trở lại đi làm thôi, mình bye cả nhà ha, chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ ha. Ok, bye cả nhà.